Lăng kính sau khi đã xử lý rửa vệ sinh sạch sẽ xong thì chúng ta bỏ bốn thành phần này vào trong nước để mà làm cái dung dịch để mà kích rễ và khử trùng cho lăng kính. Cái thứ nhất là B1. B1 là chất dưỡng phân. Thứ hai là vitamin B12. B12 là chất của để mà chống sốc. Thứ ba là super thai là kích rễ. Thứ tư là đề common là hormone tăng trưởng. Thì thành phần liều lượng của bốn chất này như sau: B1 20 giọt cho 1 lít nước, vitamin B12 20 giọt cho 1 lít nước, super thai 4 giọt cho 1 lít nước, đề common 4 giọt cho 1 lít nước. Còn bộ bốn chất này là không có bón phân trong này, không có chất dinh dưỡng gì nhận, không có phân trong này. Đây là những chất mục đích là để dùng để chống sốc và tăng trưởng, tăng cường sức đề kháng của lan, cho lan hòa nhập với môi trường sống của ta.